Xin kính chào quý vị và các bạn. Ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Đoạn video được một hành khách ghi lại từ bên trong nhà ga cho thấy, sau khi di chuyển ra bên ngoài máy bay bằng cửa thoát hiểm, nữ tiếp viên hàng không được nhìn thấy đang đứng nhảy múa để quay video rồi tạo dáng chụp ảnh trên phần cánh máy bay. Ngay sau đó, hai tiếp viên nam khác cũng bước ra bên ngoài cánh máy bay để tạo dáng chụp ảnh. Trong khi đó, hai nhân viên phục vụ mặt đất cũng đang đứng tạo dáng để chụp ảnh trước động cơ khủng của chiếc Boeing 777. Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, các nhà chức trách đã xác nhận đó là nhân viên của hãng hàng không Squid International Airlines. Ngay lập tức, một cuộc điều tra được tiến hành. Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào đầu tháng này trước khi chuyến bay của Squid International Airlines khởi hành từ thành phố Buenos Aires, Argentina đến thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Michael Penzer, người phát ngôn của hãng hàng không quốc gia Thụy Sĩ cho biết, an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Điều này không chỉ áp dụng cho hành khách mà còn cho nhân viên của chúng tôi. Những hành động trông có vẻ vui nhộn trong video lại có thể đe dọa đến tính mạng. Cánh của một chiếc Boeing 777 cao khoảng 5 mét, việc rơi từ độ cao đó xuống bề mặt sân bay có thể rất tàn khốc. Hành vi này sẽ không được dung thứ. Ông Penzer cũng nhấn mạnh rằng, phi hành đoàn chỉ được phép bước lên cánh máy bay trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như sơ tán hành khách. Ông Penzer nói thêm, hành vi của các tiếp viên trong video là không tuân thủ các quy định an toàn của chúng tôi, cũng như phản ánh tính chuyên nghiệp không cao của đội ngũ phi hành đoàn. Một trưởng phi hành đoàn của Squid International Airlines sừng sốt trước hành động của các đồng nghiệp nói, tôi nghĩ, cái gì đang xảy ra vậy, điều đó có thật không? Ngoài việc cực kỳ nguy hiểm, hành động này còn rất thiếu chuyên nghiệp. Martin Knutchen, phó chủ tịch kiêm trưởng phi hành đoàn của hãng hàng không, đã chỉ trích hành vi của các nhân viên, Tuy nhiên ông cũng cho biết công ty sẽ không sa thải các thành viên phi hành đoàn có liên quan, vụ việc sẽ được xử lý nội bộ.